Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thúy Ngân chốt hạ một câu sau tin đồn Trương Thế Vinh hẹn hò trăm Anh. Trước lọt tin đồn tình ái, Thúy Ngân xác nhận trạng thái tình cảm hiện tại của mình. Vào tối ngày 12 tháng 10 vừa qua, an xã hội rần rần tước nghi vấn Trương Thế Vinh và trăm Anh đập phai hẹn hò. Bên cạnh dành sự chú ý cho hai nhân vật chính thì netizen còn nhắc đến Thúy Ngân và không khỏi hụt hẫng khi cho rằng thuyền Vinh Ngân chưa về bờ đã chính thức toan. Tuy nhiên thuyền này vừa chìm thì fan lại cho thuyền khác ra khơi và nam chính không ai khác đó là diễn viên Trung Dũng. Đoạn clip cả hai trao nhau cử chỉ ngọt ngào khi tham dự sự kiện bỗng dưng hot trở lại. Trước loạt tin đồn tình ái, nữ diễn viên cây táo nợ hoa chưa từng lên tiếng phản hồi. Cho đến hôm 20 tháng 10 nhân ngày phụ nữ Việt Nam, trên trang cá nhân Thúy Ngân có chia sẻ gây chú ý, ngầm tiết lộ trạng thái tình cảm hiện tại. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh mỉm cười tươi tắn, khoe nhan sắc rạng rỡ kèm theo đó là dòng trạng thái ngập thính. 20 tháng 10 em vẫn một mình, nếu anh cũng vậy thì mình yêu đi. Có thể thấy sao loạt nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Trương Thế Vinh và được fan tích cực đẩy thuyền với Trung Dũng thì qua status được đăng tải, Thúy Ngân xác nhận đang độc thân và không ngại thả thính để tìm mối. Thúy Ngân rạng rỡ trong ngày 20 tháng 10 và xác nhận bản thân đang độc thân. Trương Thế Vinh và Thúy Ngân là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất vì biết. Không ít lần netizen phát hiện loạt hình hẹn hò với nhau, thế nhưng cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, sau loạt nghi vấn tình cảm thì Thúy Ngân đã xác nhận hiện tại cô độc thân và đang tìm mối. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo